vì lý do gì đi nữa thì mình nghĩ cái chuyện mà khi mà điều khiển giao thông ở trên đường, tính mạng vẫn là cái thứ hàng đầu. Xin lỗi đã làm phiền bạn khi mà xe đã ra vào trạm. Nhưng mà khi mà đọc cái câu đó, bạn bị một chiếc xe buýt tấp đầu, thì cái câu đó nó còn ý nghĩa gì nữa? Tài xế xe buýt có bị áp lực tuyến hay là có bị áp lực thời gian mà khi điều khiển xe họ lại có những cái quyết định rất là thần tốc như vậy, tới nỗi mà mình phải xin họ cho mình xuống ngay tại một cái điểm nào đó? Mình không biết các bạn như thế nào, nhưng mà với xe buýt thì mình có một cái ấn tượng vừa tốt vừa không tốt. Và đặc biệt gần đây thì những cái ấn tượng không tốt với xe buýt gần như là nó nhiều hơn những cái ấn tượng tốt. Hồi xưa khi mà đi học hay là kể cả ở trong lúc đi làm thì đôi khi mình cũng sử dụng xe buýt, tuy không phải là phương tiện di chuyển chính nhưng mà mình vẫn sử dụng xe buýt ở trong một số trường hợp. So với tự đi xe máy hay là tự bút Grab đi thì xe buýt đôi khi mình ngồi trên đó mình cảm thấy thoải mái hơn, vừa được nhìn đường nhìn xá, vừa không cần tập trung vô cái chuyện lái xe, là bởi vì người ta đã chở mình rồi thì mình chỉ tập trung vào ngắm cảnh thôi, không cần phải lo tập trung chạy xe trên đường nữa. Nhưng mà khi mà mình đi xe máy thì mình lại gặp những cái chuyện không hay với xe buýt, đặc biệt là khi mà mình đi ở trên đường xa lộ Hà Nội. Cái tuyến đường đó là cái tuyến đường chính của mình và hầu như là ngày nào mình cũng đi, trong gần 30 năm qua ngày nào mình cũng đi trên đường đó. Từ Thủ Đức đi vào trung tâm thành phố thì mình thường đi những tuyến xe như là 06, 30, 56, 150, và nếu mà qua những cái khu vực khác như là Tân Bình thì mình thường đi tuyến 104. Tuy nhiên khi mà mình chạy xe máy thì mình thường gặp những cái trường hợp cực kỳ khó chịu. Nếu mà chạy xe máy thì bạn sẽ đi vào cái lane bên trong, và khi mà xe buýt ra vào trạm thì đôi khi là cái đường chạy của cái đường đi của xe máy với xe buýt sẽ giao nhau. Tuy nhiên nếu mà cái người tài xế, đặc biệt là những người lái xe của cái chuyến có 3 con số, họ tấp vào trạm một cách văn minh tí xíu hoặc là đúng luật, ví dụ như là có thể xi nhan trước xong rồi tấp từ từ vô. Còn đằng này rất là nhiều lần mình chạy xe nhưng mà lại bị cúp đầu xe, họ tấp vô rất là bất ngờ. Có thể là họ có quan sát nhưng mà họ vẫn quyết định tấp vô nhanh, và có những cái lúc mà mình chạy xe đã ở phía giữa giữa xe của họ rồi chứ không phải là ở phía đuôi, cho nên mình cũng không thể nào mà né sang bên trái được mà phải tấp vô lề bên phải luôn. Và có những cái trường hợp nó quá nhanh mà mình không thể nhìn kịp thì có những lúc mà mình lại va chạm với những người khác. Cũng may là không có chuyện gì xảy ra sau đó, chứ không là mình với lại cái người mà bị va chạm cũng mệt sau những cái cú này. Mình không biết là những cái người họ lái xe như vậy họ có chịu áp lực gì quá nhiều hay không. Sau đó thì mình cũng có lên mạng tìm hiểu là tài xế xe buýt có bị áp lực tuyến hay là có bị áp lực thời gian hay là phải chạy đúng số tuyến mà khi điều khiển xe họ lại có những cái quyết định rất là thần tốc như vậy, gây nguy hiểm cho những cái người đi đường. Sau đó thì mình cũng có lên mạng xem thì biết là những cái người tài xế họ cũng chịu vài áp lực từ cái nhà xe, nhưng mà đó không phải là những cái thông tin chính thống cho nên mình cũng không biết là thật hư ra sao. Tuy nhiên cho dù vì lý do gì đi nữa thì mình nghĩ cái chuyện mà khi mà điều khiển giao thông ở trên đường, tính mạng vẫn là cái thứ hàng đầu, sự an toàn của người tham gia giao thông vẫn là ưu tiên hàng đầu, không có thứ gì có thể cao hơn cái sự an toàn của người tham gia giao thông được. Và những người tài xế xe buýt thì họ có bằng cấp là hạng E, tức là họ cũng phải học luật rất là nhiều và họ cũng đã thi sát hạch, và phải nói là có những người họ chạy thường xuyên hàng ngày hàng trăm cây số mỗi ngày thì cái kinh nghiệm và cái kỹ năng của họ phải rất cao. Nhưng vẫn không hiểu tại sao lại có những cái người họ chạy xe theo cảm xúc giống như vậy. Dĩ nhiên là mình không nói hết tất cả các bất tài mà chỉ nói một số người theo cái quan sát chủ quan của mình, theo cái kinh nghiệm mà mình thường đi ở trên cái đường xa lộ Hà Nội. Kế tiếp là mình có ấn tượng không tốt về xe buýt, đó chính là có nhiều xe họ chạy quá nhanh và quá ẩu. Không biết bạn gặp trường hợp này bao giờ chưa, là mình thấy tài xế chạy quá ẩu, vi phạm quá nhiều luật giao thông tới nỗi mà mình phải xin họ cho mình xuống ngay tại một cái điểm nào đó, chưa tới cái điểm đến của mình nhưng mà mình xin họ xuống tại cái trạm gần nhất, mặc dù là chưa tới nơi nhưng mà mình xin xuống sớm bởi vì sợ quá. Không biết là các bạn có bạn nào đi xe buýt ở trên đường Nguyễn Hữu Cảnh chưa? Ở trên cái đường Nguyễn Hữu Cảnh thì có một cái hầm chui từ hướng Bình Thạnh về hướng quận 1, thì trước khi vào cái hầm chui đó nó có một cái chỗ nó lõm lên và khi mà xe đi qua thì nó sẽ tưng hơn một chút xíu. Thì có một lần mình ngồi ở trên một cái chiếc xe buýt mà mình đang ngồi ở phía cuối của cái xe đó, mà bác tài xế bác lại chạy quá nhanh, cho nên khi mà xe mà chạy qua cái chỗ đó thì giống như là mình muốn bay lên cỡ chừng, cảm giác như mình bay lên cỡ chừng 30-40 cm. Mà thật ra lúc đó mình ngồi ở cuối xe thì mình cũng đâu có biết được, mình cũng đâu có thấy được cái chỗ cái đường nó lõm lên như vậy, cho nên bị cái đó mình cũng rất là bất ngờ và mình hoảng hồn luôn, giống như là mình tưởng xe nó bị lật rồi. Thì mình mới thắc mắc là nếu mà cái người chạy họ chạy qua cái cung đường này mỗi ngày, họ chạy qua có thể là từ 4 tới 5 lần mỗi ngày, thì tại sao họ lại tăng tốc trên cái cung đường đó, những cái góc cua hay là những chỗ nào có cái gì thì họ cũng phải quá hiểu và quá quen thuộc với những cái con đường này rồi. Đâu phải là gây nguy hiểm cho mình mới nói đâu, mà còn gây nguy hiểm cho những người ngồi ở trên xe và kể cả là cái người lái xe luôn cũng gặp nguy hiểm. Giống như là ở trong bài Người lái đò sông Đà, khi mà đã hàng ngày đã quen thuộc với những cái
khúc quanh những cái tảng đá trên con sông rồi, thì người ta phải biết được cái chỗ nào có cái gì để mà né, hoặc là khi mà tới những cái chỗ đó sẽ giảm tốc độ lại. Thì cái anh đó anh lại tăng tốc anh chạy như vậy. Hồi trước thì mình có một cái người đồng nghiệp là chị của mình. Chị đó thì có một cái thói quen đó là rất là thích đi xe buýt. Cho nên là thường khi làm xong thì chị sẽ đi ra trạm xe buýt. Còn nếu mà cái trạm đó trễ quá là không có chạy nữa thì mình sẽ giúp chị, chở chị ra cái bến để chị có thể đi xe buýt. Ở trên đường đi thì mình cũng bị một chiếc xe buýt, và sau đó tắp đầu xe của mình cướp vô trạm mà không có xi nhan gì hết. Rồi mình cũng phải thắng lại và giật mình mới nói là cái người này chạy xe gì kỳ cục vậy. Xong rồi sau đó chị đó mới nói với mình là ừ thì ổng cũng sai nhưng mà cũng thông cảm cho ổng. Thì đôi khi là có những cái buổi sáng nếu mà mấy ổng chạy nhanh như vậy thì có nhiều người họ đỡ bị trễ giờ. Thật ra thì đứng ở khía cạnh đó thì mình thấy cũng đúng, nhưng mà như mình đã nói thì cái an toàn vẫn là cái ưu tiên hàng đầu, chứ không thể nào vì trễ giờ, thậm chí trễ giờ vài phút hay là vài chục phút hay là thậm chí là cả tiếng đồng hồ. Ở trong nhiều trường hợp thì nó cũng không có quá nhiều thứ mất mát, nhưng mà cái an toàn, cái tính mạng, cái sức khỏe nó là cái quan trọng hơn là cái giờ giấc. Nếu mà sợ trễ giờ thì có thể đi sớm hơn hoặc là chuẩn bị sớm hơn. Còn nếu mà nó đã cận kề lắm rồi thì cứ chạy bình thường, trễ giờ tí xíu cũng không có chết. Nhưng mà nếu mà chuyển làn không xi nhan, không báo hiệu trước đó hết thì gây rất là nhiều cái sự nguy hiểm cho những cái người tham gia giao thông. Mình còn gặp một cái tình huống nữa mà mình cứ nhớ hoài cái tình huống này luôn. Đó là sau khi một lần mình bị tấp đầu thì lúc đó mình bực bội quá, mình cũng bóp kè một cái để cho cái người lái xe buýt đó là có người phía sau và họ vừa lái ẩu, cho nên mình muốn bóp kè để một cái để cho ông biết, chứ mình cũng không có ý định ở trong đầu, mình chỉ muốn nhắc nhở ông thôi. Rồi sau đó mình chạy tiếp. Rồi một lát nữa sau khi mà cái người lái xe đó họ đón khách hay là trả khách xong thì họ lại chạy theo phía sau của mình tiếp tục bóp kẹt inh ỏi, giống như là đuổi mình ra khỏi cái lane đó, là cái làn đường đó. Lúc đó mình cũng hơi bực rồi, nhưng mà nghĩ là người ta chạy trên cái làn được phép chạy thì mình chạy chậm hơn người ta thì mình cứ né thôi, thì mình cũng tấp vô bên phải để né cho ổng qua. Nhưng mà ổng qua ổng đâu có chịu qua đâu, ổng chạy ngang cái xe của mình vẫn đang giữ cái tốc độ mà mình đang chạy tầm khoảng 40-50 gì đó, mình cũng không nhớ rõ. Ổng chửi chửi mình cái gì đó mình cũng không biết nữa, tại có cái lớp kính mình cũng không nghe, với lại mình cũng mang cái nón bảo hiểm mà nó trùm hết nguyên cái đầu luôn, cho nên là cũng không nghe ổng nói cái gì. Nhưng mà nhìn cái nét mặt với lại cái thái độ thì có vẻ căng lắm. Nói tóm lại thì dạo gần đây thì tự dưng những cái chuyện đó nó xảy ra nhiều với mình hơn, không biết là các bạn có bị trường hợp tương tự hay không, hoặc là nếu mà ai đi nhiều ở trên xa lộ Hà Nội thì có thể là các bạn cũng gặp những cái trường hợp tương tự giống như mình. Nếu có thì các bạn có thể chia sẻ những cái câu chuyện hoặc là những cái trường hợp mà bạn đã gặp phải để cho chúng ta cùng nhau biết là có những cái trường hợp đó và tăng cường cái sự nhận thức của mọi người. Bản thân của mình thì rất là thích đi xe buýt và mình ủng hộ 100%, 200% ủng hộ cái hình thức giao thông công cộng này. Và đặc biệt là sắp tới khi mà tuyến metro số 1 được đưa vào hoạt động thì cái chuyện mà đi xe buýt để đi đến tuyến metro và từ tuyến metro đi đến cái chỗ mà mình muốn lại càng làm cho mình muốn đi xe buýt nhiều hơn nữa. Nhưng cũng phải nói rõ là thực sự có một vài người, không nhiều, có thể là với mình xui mình gặp nhiều, nhưng mà có những người họ lái xe theo cảm xúc nhiều quá và họ lái xe hơi nóng tính, không có giữ được cái đầu lạnh. Cho nên là thường họ sẽ chạy rất là nhanh, chạy rất là ẩu và đôi khi ra vào trạm thì họ lại quên đánh xi nhan. Chúng ta thường thấy là phía sau của mấy chiếc xe nó có ghi dòng chữ là xin lỗi đã làm phiền bạn khi mà xe đã ra vào trạm. Nhưng mà khi mà đọc cái câu đó, bạn bị một chiếc xe buýt tấp đầu hay là bạn bị một chiếc xe buýt chạy lù lù phía sau xong rồi nhấn kèn liên tục, mặc dù bạn đã chạy với tốc độ tối đa trên cái con đường đó rồi, thì cái câu đó nó còn ý nghĩa gì nữa? Cái quan trọng đây là thái độ và văn hóa tham gia giao thông. Nếu mà thái độ và văn hóa tham gia giao thông tốt thì không cần những cái câu như vậy. Và đặc biệt là những người tài xế xe buýt, khi mà họ lái xe, không chỉ họ chở họ, không chỉ họ chở những cái người đi xe buýt mà họ còn chở cả tương lai của đất nước, họ chở những cái giấc mơ của những cái người đó. Cho nên mình thấy nếu video này đến được với tai của những bác tài lái xe buýt hay là bất kỳ ai thì bạn có thể chia sẻ những cái video này đến với bạn bè để chúng ta có thể cùng nhau tăng cường nhận thức về việc lái xe an toàn, cũng như là có thể góp ý cho những bác tài vẫn còn đang chạy ẩu để giảm bớt những cái trường hợp khi mà xe buýt họ ra vào trạm và họ ép những cái chiếc xe máy, cũng như là họ chạy với một cái tốc độ an toàn hơn và ít nguy hiểm hơn cho người đi đường lẫn những người đang ngồi trên xe buýt. Nói đi thì cũng phải nói lại, có một số xe buýt thì mình nhớ có một cái cặp vợ chồng, chồng là tài xế còn cô vợ là cái cô mà cổ bán vé và soát vé ở trên xe. Hai vợ chồng cực kỳ dễ thương và xe buýt giống như là nhà của họ vậy, cho nên là họ giữ xe rất là sạch sẽ, có cái chổi lúc nào cũng quét đi quét lại nếu mà có cái gì đó dơ trên sàn, và họ lau xe cực kỳ sạch sẽ giống như là một cái ngôi nhà. Và khi mà bạn bước lên cái xe đó thì bạn sẽ thấy là cái cô đó cũng mời tất cả mọi người ngồi xuống trước, rồi sau đó cổ mới tự đi tới và bán vé cho người đó, chứ không bắt người ta phải đang đứng rồi mua vé rồi đưa tiền rồi chờ thối tiền trong lúc đang đứng, và xe lúc đó cũng chạy cũng rất là nguy hiểm.
Hay là mình cũng có một cái trường hợp mình không nhớ số xe là tuyến số mấy, nhưng mà xe đó đi vào cái đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, thì ở trên cái cửa xuống của cái xe đó bác tài ghi là khi mà muốn xuống trạm thì hét to lên là anh ơi cho em xuống, còn không là miễn phí qua trạm kế tiếp. Có những trường hợp như vậy cũng rất là vui. Khi mà bạn đi xe buýt thì bạn cũng gặp nhiều người, bạn đang ngồi đó thì lâu lâu sẽ có một số người họ ngồi kế bạn, thì nếu mà có duyên hay là bạn thích trò chuyện thì cũng có thể bắt chuyện với người ta, và sau đó cũng có thể có thêm những cái bạn bè mới. Còn những cái tiêu cực giống như là đi xe buýt thì thường sẽ gặp móc túi hay cái gì đó thì bây giờ cũng đã ít lắm rồi. Hồi xưa mình nhớ 10, 12 năm trước thì có những cái trường hợp đó, nhưng mà bây giờ thì không có thấy nhiều nữa. Mà thậm chí là ở thời gian trước mình nhớ là khi mà có cái người họ lên xe, cái người đó hình như là cái người móc túi hay sao đó, thì cái chị bán vé khi mà thấy cái người đó lên xe thì la rất là lớn lên: mọi người cẩn thận đồ đạc coi chừng móc túi. Là cái chị đó không có chỉ cái người kia là cái người móc túi, nhưng mà chị đó lại la lớn lên để cho tất cả mọi người nghe, cũng như là cho cái người móc túi đó nghe. Thì sau khi mà nghe xong câu đó thì cái trạm kế tiếp là cái ông đó ổng xuống luôn. Rồi sau đó chị đó mới nói với mình với mọi người khác là cái thằng đó là cái thằng móc túi đó. Sắp tới thì có tuyến metro nữa, và người ta sẽ vẽ lại cái bản đồ xe buýt để cho những cái tuyến đường nó thuận tiện hơn cho tất cả mọi người. Và nếu một số tài xế họ có thể lái xe cẩn thận hơn nữa thì chắc chắn phương tiện giao thông công cộng này sẽ thu hút rất là nhiều người trở lại đi xe. Còn bạn, bạn có những cái kỷ niệm nào với chuyện đi xe buýt hay không? Hay là bạn có gặp những cái tình huống khó chịu nào khi đi xe buýt hay không? Hãy để lại bên dưới phần comment. Nếu thấy thích video này thì hãy chia sẻ và đừng quên nhấn đăng ký để không bỏ lỡ video kế tiếp. Mình là Dương, xin cảm ơn và hẹn gặp lại vào video lần sau.